Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ ngập tàu điện ngầm ở Trung Quốc. Trên phương tiện truyền thông xã hội và trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, một hành khách may mắn sống sót trong vụ ngập tàu điện ngầm do lũ lụt đã kể lại nỗi kinh hoàng của họ khi trải qua thảm họa. Theo CNN cho biết, thảm họa ngập tàu điện ngầm chính là một trong những cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đợt mưa lũ nghìn năm có một ở Trung Quốc. Trong giờ cao điểm hôm vừa qua, hàng trăm hành khách đi chuyến tàu điện ngầm số 5 của thành phố Trịnh Châu đã bị mắc kẹt. Khi nước lũ tràn vào đường hầm, các toa tàu, một số đã đăng video và cầu xin sự trợ giúp. Những đoạn video kịch tính cho thấy mọi người đang cố gắng bám vào trần tàu điện ngầm để giữ cho đầu của họ ở trên mặt nước đã gây chấn động. Trong bài đăng trên trang Weibo cá nhân, một phụ nữ may mắn sống sót cho biết nước lũ bắt đầu tràn vào tàu điện ngầm ngay sau khi tàu đến một điểm dừng ở giữa hai sân ga. Các nhân viên đã hướng dẫn hành khách rời khỏi tàu và di chuyển qua đường hầm, nhưng sau đó lại phải quay lại vì có quá nhiều nước tràn. Vào thời điểm tất cả quay trở lại tàu điện ngầm, nước đã ngập đến thắt lưng và tiếp tục dâng cao cho đến ngực. Chúng tôi cố gắng đứng trên những chỗ cao nhất có thể, nhưng sau đó nước đã ngập đến ngực. Tôi thực sự sợ hãi, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nước mà là không khí trong xe đang giảm dần. Nhiều người dường như cảm thấy khó thở. Sau khi thấy một người phụ nữ khác cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng cho gia đình, tôi đã gửi một tin nhắn cho mẹ nói rằng tôi có thể sẽ không qua khỏi. Sau khoảng 2 tiếng rưỡi tôi ngất xỉu vì thiếu oxy, nhưng sau đó tỉnh lại bởi cuộc gọi của mẹ. Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân trên đầu tàu, lực lượng cứu hộ đang bắt đầu đập cửa sổ để thông khí. Sau đó, mọi người lần lượt được đưa ra ngoài, người phụ nữ viết. CNN lưu ý rằng bài đăng sau đó đã bị xóa không rõ nguyên nhân. Một phụ nữ khác kể với China Post Daily rằng cô và một số người xung quanh đã khóc nức nở khi thấy nước tràn vào tàu. Nhưng mọi người tự an ủi nhau và dần hầu hết đều chọn cách im lặng để giữ sức. Có cả trẻ em, phụ nữ mang thai và người già trong đám đông. Đến 9 giờ tối, nước bên trong tàu đã ngập đến cổ. Một số người xung quanh tôi bắt đầu run rẩy và thở hổn hển. Tôi thực sự kinh hãi lúc đó. Khi nước dâng cao quá đầu, chúng tôi bên ngoài cửa sổ đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận rằng tôi sẽ không bao giờ thoát ra được. Khi điện thoại chỉ còn 30% pin, tôi gửi tin nhắn cho người thân và bạn bè nhưng không dám nói với bố mẹ. Trước 9 giờ tối, tôi liên tục yêu cầu họ liên lạc với lực lượng cứu hộ, nhưng sau khi tôi đã chủ động thu xếp để mọi người lo liệu mọi việc sau khi tôi qua đời, cô nói. Ô tô chất đống ở Trịnh Châu sau trận đại hồng thủy. Ô tô chất đống trên đường phố Trịnh Châu thuộc phường Thịnh Hà Nam sau trận đại hồng thủy khiến ít nhất 33 người đã không qua khỏi. Hàng đống ô tô hư hỏng chồng lên nhau, chất đầy đường phố là minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của trận mưa lớn hàng nghìn năm có một tại Trịnh Châu. Trong 4 ngày vừa qua, thành phố ghi nhận lượng mưa 617,7mm, gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của cả thành phố là 640,8mm. Mưa lớn gây quá tải cho hệ thống thoát nước, tạo ra những dòng nước đục ngầu chảy qua đường phố, đường hầm và tàu điện ngầm ở thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền trung của Trung Quốc. Hàng trăm nghìn người trong khu vực cũng bị ảnh hưởng đất canh tác ngập lụt. Nhiều tuyến đường bộ và đường sắt ngừng hoạt động, người dân đang đối mặt với đợt thời tiết xấu tiếp theo và hôm nay, khi mưa dự kiến tiếp tục trong 3 ngày tới, họ di chuyển xe cộ tới vùng đất cao hơn, cố rời khỏi thành phố, nơi giao thông gián đoạn mất điện, mất nước, nhà cửa ngập nước. Người dân xếp hàng dài nhận nước uống và mì ăn liền. Tôi đang đợi cấp điện lại nhưng có lẽ phải mất vài ngày, Chen, chủ một nhà hàng địa phương nói. Nhiều tuyến phố ở Trịnh Châu vẫn ngập, xe tải chạy hết công suất hút bùn đất từ hệ thống đường hầm, còn chính quyền thì phát cảnh báo đỏ về nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt ở khu vực xung quanh. Thôn Mỹ Hà, thành phố Củng Nghị, lân cận là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Người dân ở đây bắt đầu kiểm kê thiệt hại sau khi tạnh mưa. Tôi đã mất hết, mọi thứ bị cuốn trôi, tôi chẳng có gì để ăn, nhà thì ngập nước, bà Song, một phụ nữ trung niên ở địa phương cho hay.
ít nhất 33 người đã không qua khỏi trong mưa lũ ở Hà Nam, bao gồm 12 người mắc kẹt trong tàu điện ngầm ở Trịnh Châu. Nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp diễn, trong khi hàng trăm người mất tích vẫn chưa tìm thấy. Danh sách người mất tích hoặc mắc kẹt do một sinh viên Hà Nam thiết lập theo phần mềm mã nguồn mở được chia sẻ khắp mạng xã hội. Một phụ nữ có người thân trong danh sách cho hay viễn thông và điện trong làng gần cùng Nghị đều bị gián đoạn, rất khó để tìm kiếm thông tin. Đa số nhà cửa ở quê tôi đều bị ngập do đất lở, cô nói. Số người không qua khỏi với mưa lũ ở Trịnh Châu, Trung Quốc tăng lên 25. Ít nhất 25 người đã không qua khỏi sau khi mưa lớn nghìn năm có một đã gây lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Ít nhất 25 người đã không qua khỏi và khoảng 1,25 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam. Giới chức địa phương cho biết tại cuộc họp báo hôm nay ít nhất 7 người vẫn mất tích, nhiều khu vực của tỉnh bị nhấn chìm. Trước đó, Văn phòng Thông tin tỉnh Hà Nam cho biết có 4 người đã không qua khỏi ở thành phố Củng Nghĩa, nằm bên bờ sông Hoàng Hà và 12 người đã không qua khỏi vì mắc kẹt trong tàu điện ngầm ở thủ phủ Trịnh Châu. Nhiều tòa nhà và công trình ở cả hai thành phố bị đổ sập vì mưa lớn. Video trên mạng xã hội cho thấy những hành khách trong một chuyến tàu bị ngập trong nước lũ sâu đến ngực, trong khi một ga tàu điện ngầm biến thành biển nước. Nước ngập tới ngực tôi, một người sống sót viết trên mạng xã hội. Tôi thực sự sợ hãi, nhưng điều sợ nhất không phải là nước mà là nguồn oxy cạn dần trong khoang tàu. Do mưa lớn, giới chức đã tạm dừng dịch vụ xe buýt do phương tiện này chạy bằng động cơ điện. Theo một cư dân Trịnh Châu họ U, người đã phải ngủ lại văn phòng. Đó là lý do khiến nhiều người đi tàu điện ngầm và thảm kịch đã xảy ra, U nói. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở tỉnh Hà Nam trong 3 ngày tới và quân đội Trung Quốc đã điều động hơn 3.000 binh sĩ, nhân viên hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Cuộc sống của hàng triệu người ở tỉnh Hà Nam với dân số khoảng 100 triệu người đã bị đảo lộn do mùa mưa bất thường khiến mực nước của một số con sông ở lưu vực sông Hoàng Hà dâng cao. Các nhà khoa học nhận định lượng mưa kỷ lục ở Trung Quốc những ngày qua có liên quan đến tình trạng nóng lên toàn cầu, tương tự các đợt nắng nóng kỷ lục ở Mỹ, Canada và lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Âu gần đây. Trung Quốc, hồi chuông cảnh báo từ mưa lũ. Lượng mưa tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam từ 4 ngày vừa qua gần bằng tổng lượng mưa trung bình hàng năm ở đó. Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc phải đối mặt thêm các trận mưa lớn sau khi lũ lụt nghiêm trọng, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, 380.000 người đi sơ tán và 3 triệu người bị ảnh hưởng. Giới chức tỉnh Hà Nam cho biết, mưa to xảy ra từ cuối tuần vừa rồi còn gây thiệt hại kinh tế lên đến 1,22 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 4.343 tỷ đồng cho địa phương. Số thương vong có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh thời tiết còn xấu và hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra. Hơn 6.000 lính cứu hỏa và 2.000 binh sĩ đang được huy động để khắc phục hậu quả thiên tai. Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh có 99 triệu dân này, là một trong những nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất khi phải hứng chịu lượng mưa lên đến 617,1 mm trong 4 ngày qua, gần bằng tổng lượng mưa trung bình hàng năm là 640,8 mm. Ít nhất 12 người đã không qua khỏi trong một vụ tàu điện ngầm bị ngập nước ở thành phố này. Cũng trong ngày này, lượng mưa trút xuống Trịnh Châu trong một giờ tương đương với 1/3 lượng mưa được ghi nhận tại đó trong cả năm 2021. Theo đài CNN, trạm khí tượng thành phố Trịnh Châu đã mô tả lượng mưa này là ngàn năm có một, trong khi đó Sở Thủy lợi tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa tại một số khu vực là 5.000 năm mới có một lần. Nhiều thành phố nhỏ cũng bị mưa lũ tàn phá nghiêm trọng. Tại thành phố Củng Nghĩa, mưa lớn đã khiến 4 người thiệt mạng, làm sập nhiều ngôi nhà và gây lở đất nghiêm trọng, cản trở hoạt động cứu hộ. Còn tại thành phố Tân Hương, mực nước các con sông dâng cao hơn cảnh báo và 7 hồ chứa tràn bờ, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 470.000 người. Theo báo South China Morning Post của Hồng Kông, bão số 2 đang di chuyển đến Trung Quốc được cho là nguyên nhân dẫn đến các trận mưa khủng nói trên. Ngoài ra, thành phố Trịnh Châu nằm bên bờ sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai Trung Quốc và đây là lý do khác khiến việc kiểm soát lũ tại khu vực trở nên khó khăn hơn. Quốc gia đông dân nhất thế giới này dựa vào các đập và hồ chứa nhân tạo để giảm thiểu lũ lụt, nhưng với lượng mưa cực lớn, các con đập không thể giữ được lượng nước.
Trung Quốc chứng kiến mưa lũ nghiêm trọng hàng năm. Riêng trong năm ngoái, thiên tai này đã khiến 200 người không qua khỏi hoặc mất tích, gây thiệt hại trực tiếp lên đến 25 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề là thời gian, biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến các tác động của mưa lũ thêm nghiêm trọng. Một số chuyên gia nhận định những trận mưa lớn nói trên đã ngóng lên hồi chuông cảnh báo Trung Quốc về hậu quả của biến đổi khí hậu. Theo họ, biến đổi khí hậu đồng nghĩa rằng trái đất đang ấm lên nên nước bốc hơi nhiều hơn, dẫn đến khối lượng nước lớn trong khí quyển, từ đó làm tăng nguy cơ mưa lớn. Thành phố 7 triệu dân có nguy cơ bị nhấn chìm do vỡ đập thủy điện. Sau những trận mưa lớn, một vết nứt dài 20 mét đã xuất hiện ở đập Yehetan ở Lạc Dương, một thành phố có khoảng 7 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc hôm vừa qua đã cảnh báo về nguy cơ vỡ đập sắp xảy ra sau khi miền Trung Trung Quốc hứng chịu những trận mưa xối xả khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Bộ Chỉ huy khu vực của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng một vết thủng dài 20 mét đã xuất hiện ở đập Yehetan ở Lạc Dương, thành phố có khoảng 7 triệu dân ở vùng Hà Nam. Ông cảnh báo con đập có thể vỡ bất cứ lúc nào. Quân đội Trung Quốc thông báo rằng họ đã cử binh sĩ thực hiện hành động khẩn cấp bao gồm nổ mìn và phân lũ. Trịnh Châu, một đô thị khổng lồ nằm cách Bắc Kinh 700 km về phía Tây Nam, đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ hôm thứ Ba. Đây là mức cảnh báo cao nhất về thời tiết ở Trung Quốc. Đài truyền hình quốc gia CCTV cho thấy đường thành phố ngập trong dòng nước bùn khổng lồ. Những người dân phải đẩy xe qua các cung đường ngập nước. Cơ quan khí tượng Trịnh Châu cho biết lượng mưa những ngày qua đạt mức kỷ lục so với cách đây 60 năm. Thời tiết xấu khiến nhà cửa bị sập. Ít nhất một người phụ nữ đã thiệt mạng và hai người khác mất tích. Truyền thông địa phương cũng đưa tin về cái chết của hai người khác sau khi một bức tường đổ sập. Hơn 10.000 người đã được sơ tán trong những ngày gần đây, chính quyền Hà Nam cho biết hôm vừa qua. Ước tính thiệt hại của mưa và lũ lụt lần này khoảng vài triệu euro. Lũ lụt xảy ra vào mùa hè hàng năm ở Trung Quốc do những cơn mưa trái mùa. Năm ngoái, lũ lụt kỷ lục ở miền Tây Nam nước này đã tàn phá các con đường và khiến hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán. Bản tin của tin mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.